Chủ kênh Vườn Lan Phương Hồng xin kính chào toàn thể cô chú anh chị yêu và đam mê lan trên khắp mọi miền Tổ quốc. Ngày hôm nay là ngày 18 tháng 5 năm 2023. Nhà vườn em Phương Hồng đã lên một số mặt hàng để giới thiệu và chia sẻ cho các bác những mặt hàng con giống chuẩn mặt hoa, chuẩn mùa mùa cho các bác sưu tầm. Địa chỉ nhà vườn em ở thôn Tổ Gà, xã Cao Phong, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc. Số điện thoại cũng như số Zalo 0972 197 25. Ngày hôm nay em lên bao gồm 15 đơn hàng, bao gồm những mặt hàng như sau: 5 cây trắng bạch tuyết này. Đó. Rồi sơn nữ sơn la, su đà bắc. Đó. Và hồng bồng lai và những dòng khác, dòng bẹt cho các bác sưu tập. Sau đây em Hùng không để cho các bác mất thời gian trả lời lâu, em xin đi vào chi tiết tiền đơn hàng. Trước tiên vào chi tiết tiền đơn hàng thì cũng kính mong quý anh chị cho xem nút like, nút đăng ký kênh để được cập nhật những video mới nhất hàng ngày nha. Đó, đơn hàng đầu tiên là một chậu bẹt quốc dân, em nói là bẹt quốc dân các bác nhé. Dòng này hoa cực kỳ bay luôn, rất là đẹp. Đó, đây nổ bắt đầu nó mới hé này. Đó. Hai thân nụ, hai thân đơn hoa này và hai cái mầm gốc. Thì em cho các bác coi cái bìa mặt hoa ở trên điện thoại luôn. Đó. Bảo hành chuẩn cây chuẩn giống vì nó đang nở rồi. Đó. Đây, bảo hành chuẩn mặt đông này, cánh cực kỳ bay luôn. Thơm nước luôn. Số anh em phải làm công ty, hằng ngày chỉ biết chung nhung tháng lương đôi ba đồng. Anh mang trên vai là nặng gánh xa. Cái này là tay em quay không chỉ sửa không gì. Đó nhá. Đó, mặt bông á. Bắt đầu nâng nở này. Đó. 300.000 đồng cả chậu. Đó. 300.000 đồng. Em chuyển tiếp sang hình số 2. Đây là chậu bẹt võ tòng. Đó. Bẹt võ tòng này mỗi nó trắng này. Đó. Đây là võ tòng này. Đấy, nay anh bắt đầu với hé nữa này. Bắt đầu bung này. Đó. Đây là 5 cánh trắng võ tòng. Cái này thì nó được rất nhiều mầm gốc, như cái thân hoa này nó hơi yếu, em phải nói luôn là nó hơi yếu. Nhưng cơ bản là nó chuẩn hoa, chuẩn cây. Đó nhá. Nếu như mà cái thân mẹ nó khỏe này thì hoa nó cực kỳ đẹp luôn. Đó. Nó hơi yếu này, bởi vì giá thì người ta chăm lồng phồng quá. Một mầm gốc 2 3 4 này. 5 6 7 cái mầm gốc. 7 mầm gốc. Cái này bắt đầu ra nở này. À, giờ bắt đầu nở này. Đó. 450.000 đồng cả chậu luôn. Thì thường thì em cũng mua về bán buôn ít khi em mới lấy lại được. Nhá. Đó. 450.000 đồng. Em chuyển tiếp theo sang hình số 3. Đây là một chậu tiêu đẹp hồng. Hai cái mầm gốc rất là đẹp. Một cái kinh thiên thân đã ra rễ nhá. Và cái này ra hoa, năm nay ra hoa. Đó. Nếu mà các bác nhìn cái thân này, cái chì này đây nó rơi mất, nó rụng mất lá rồi thì mình không phân biệt được. Như nhìn cái này nếu mà mới quay vào đây cứ ngỡ tưởng Phú Thọ, nhưng không phải, nó là hồng tiêu đẹp. Đó, hai mầm gốc. Đó là tiêu điệp hồng nhé. Hai mầm gốc một kỳ duyên thân. Giá quá bèo rồi. Đó. Và bảo hành chuẩn tuyệt đối cho các bác này. Khuôn hoa này, cánh bầu này, môi tim. Đó. Rất là đẹp. Đó. Có 250.000 đồng thôi. Tiếp theo sau đây em chuyển sang hình số 4 này. Đây là em lên 4 cái chậu hồng bồng lai. Đó nhé. Những cái đầu này là em cũng xin thưa các bác, không phải là nó gãy hay là gì, mà đây là người ta cắt để cho nó béo, béo để làm kỳ. Thì những hàng này em cũng nói luôn là giá trị trước nó còn cao hơn cả bạch tuyết. Đó, thế nên bắt buộc người ta mua giống nó cao, người ta phải làm kỳ, làm kinh tế là chắc rồi. Đó, cắt để cho nó béo thân thì làm kỳ này, chứ không phải là gãy hay là như nào. Đó, chậu này nó có hai cái mầm gốc, thân lá của bồng lai này. Kéo các bác lại đi mua từ Yên Thúy đi sang Bồng Lai. Đó. Em cũng nói luôn cây nhà cô Hải Định dài, giá ở nhà này một loạt rất là đẹp. Đó. Nhưng đây là những cái cây nó đẹp, hình thức nó đẹp thì em lên like thôi. Còn em cũng có cả một lô luôn. Đó. Hai mầm gốc. Cây này các bác tùy ý các bác về, các bác thích kích hoa, thích kích kỳ, tùy ý các bác luôn. 500.000 đồng, hình số 4.
em chuyển tiếp sang hình số 5 cũng là một chậu hồng bồng lai. Đó. Đó. Hai mầm gốc, hai cái mầm gốc đó cũng 500.000 đồng, 500.000 đồng hình số 5. Tiếp theo em chuyển sang hình số 6. Hình số 6 cây này vẫn đi nguyên ngọn này, nguyên ngọn này. Một cái bác test hoa đầu bút tùy hoặc trích thân là nhá. Cây này có một mầm gốc, một mầm thì cái mầm gốc của nó khỏe, nó mạnh. Đó. Cũng 500.000 đồng hình số 6. 500.000 đồng. Tiếp theo sau đây em chuyển sang hình số 7. Hình số 7 cũng là một cây còn nguyên ngọn chưa cắt. Đó. Một mầm gốc 500.000 đồng, 500.000 đồng. Đó. Đó, đó là hồng bồng lai. Đây là cây 5 cây trắng sen giống này. Đó, có 3 mầm gốc và hoa này. Đó. Cánh cực kỳ bay, cánh sen này, bông bầu này, những cái nụ này là đủ thích này. Cây nhà sen giống họ đặt tên anh đấy luôn. Đó. Mà giá bèo, những bông hoa như thế này nó đẹp như này. Đó, cây này cũng là hơi yếu, cây hơi yếu. Bác nhìn cái giá thì biết cái giá trị nó rẻ quá, nó chán, nó chả 100. Cây nhà anh sen giống anh lấy tên luôn, 350.000 đồng. Hoa đấy, hoa quá đẹp luôn. Đây, cây yếu mà nở ra bông thì đẹp, đẹp ghê. Đó. Có 350.000 đồng chậu này nhé. Bán giao lưu thôi, còn em chả có bao lờ lãi gì hàng này. Em chuyển tiếp theo sang hình số 9 này, cây su Đà Bắc. Nhớ cây su Đà Bắc này thì em mời các bác ngắm từ thân lá nó này. Đấy, cái kỳ có bằng này thôi. Hàng này bây giờ nó đang hot. Đó. Em cũng không có mà em làm cao ở đây. Đi em sưu tầm cũng được một cái kỳ duy nhất. Đó. Đây, và em cho các bác xem qua cái hình ảnh này. Đây cũng là một cây su, cũng dòng này cũng khó là khá lớn, nhưng cây này không phải là cây su Đà Bắc, nó không phải cây su Đà Bắc mà nó là cây su Dương Bình. Đấy, nhưng hàng này thì lại dễ hơn, dễ hơn đấy. Nên đây là các bác mua hàng thì thôi đặt niềm tin vào từng nhà chứ không có ai giống ai. Đó. Tiếp theo này em cho các bác xem cái cây su Đà Bắc này từ những cái đây, thật là chậu mẹ nó đây, mãi chả lớn này. Su Đà Bắc thì đắt hơn không tên rồi. Đấy, đây là cây su Đà Bắc hơn. Đấy, em mua được có hai chậu này, chậu này chậu kia nó giải 13 triệu mấy ngày hôm nay không bán. 13 triệu hai ngày. Chậu kia. Nhà. Ôi trời ơi. Nhà ông thì trong. Cũng không phải là em tham khảo một chỗ mà em đi rất là nhiều, cho nên là trước tiên là em quay lên đây để cho các bác tham khảo, tránh tình trạng mua sai hàng. Đó, đây là cây su Đà Bắc này, giá này để cho các bác thấy được này, 1.400.000 đồng. Em chuyển sang hình số 10, đây là một cái chậu sơn ở Sơn La. Đó. Kỳ này. Đó. Cây này, cây của Nghĩa Trang này. Đó. 2.500.000 đồng. Em cũng nói luôn, thôi thì em cũng bán theo giá thôi. Trước đây là lúc em mua là chưa lên một cái mầm gốc nào. Sau này về làm bây giờ mầm gốc lên này rồi. Bán vẫn giá cũ không có lời. Đó. 2.500.000 đồng. Đó, đó là cây sư lưỡi Sơn La nhé. Tiếp theo là cho các bác xem những kỳ bạch tuyết, chậu bạch tuyết này. Chậu này nó là cái kỳ 52 rồi. Hai cái mầm gốc. Ngọn đi rất là mạnh. Đó. Bạch tuyết là bạch tuyết chứ không em không thì nó bán như người khác, hàng nó đắp sang hàng kia. Đó. Mất cái giá trị con người ra cây bạch tuyết là bạch tuyết nhá. 300.000 đồng. Em chuyển tiếp sang hình số 12 cũng là một chậu bạch tuyết.
chậu này nó cũng có một nguồn gốc thôi, nhưng nó lên 3 kg trên thân, 3 kg trên thân, kia đá ra rẽ này, kia này để cho cái rêu ở đây để cho nó bắt cho nó nhanh, sau này mình cắt là cứ thứ nhất cả ấy, không chột cây không gì. Đó, cũng 300.000 đồng, 500 bạch tuyết. Em chuyển tiếp theo sang hành số 13, cũng là một chậu bạch tuyết, 500 bạch tuyết, có một mầm gốc nó đi khá mạnh này. Đó, 250.000 đồng, 250.000 đồng, đó, cho chậu này, 250.000 đồng, cho hình số 13. Tiếp theo em chuyển sang hình số 14, 500 bạch tuyết, nhưng em bán có một cái kỳ thôi, kỳ này đã đủ tuổi thọ, đã xuống được chậu rồi, em cắt khúc luôn, 100.000 đồng. Đây là cho những cái bác mới tập chơi, nó vừa tiền ít tiền các bác nhá. Đó kỳ này. Đó, đó kỳ này, em không bán ở chậu đây, cái chậu này nguyên em mua trước là mua 800.000, em đăng 700.000 mãi các bác nắm được rồi. Như cái này nó bị chết mầm gốc, cho nên là nó bắn kỳ trên thân. Thì em cắt từ đây. Các bác chụp lại màn hình cho em. 100.000 đồng. Rồi bán giao lưu để cho các bác mới tập chơi vào, tránh tình trạng mua sai cây, cây đó bán hơn cây kia các bác. Còn các bác tham gì em muốn cá bới bày tuyết to đùng mà 100.000 hay 200.000, hoặc là nào thì là bờ lây cu em còn chưa có đấy, cho nên là các bác mua hàng thì các bác cân nhắc. Chứ bây giờ cứ bỏ ra nhiều nó 2-3 triệu hay 5 triệu giá nào vẫn chết, bởi vì người ta cố tình bán lừa thì cái cây cửa giá như thế giá nào người ta chả bán được. Còn chúng em đi còn phải đi mua trả, em chả mua được, chả có. 100.000 đồng, 500 bạch tuyết. Đây là hình số 14 nhá, có một cái kỳ đâu đấy. Em mà chuyển sang hình số 15, đây là cá bới bạch tuyết luôn. Một mầm gốc, 2, 3, 4 mầm gốc. Ngọn đi phà, 5 cây trắng bạch tuyết. Đây, thân mẹ đây. Về các bác thích kích kỳ hay là thích kích hoa thì tùy ý các bác. Làm nái luôn chậu này, chậu nái luôn này. Đó, 850.000 đồng. Đó. Hôm nay em lên 15 đơn hàng, em Hùng đã giới thiệu xong. Đấy, thế các bác mà muốn sưu tầm mặt hàng gì thì mời các bác vào theo số điện thoại em để trên phần mô tả là số 255 này. Em thường đăng trên Zalo vì ít khi em quay, em đi suốt ngày ít khi em quay. Đó, em chào tạm biệt các bác, hẹn các bác vào những video sau nhé.